Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu gồm các ông Võ Công Chánh, Lê Văn Nghĩa, Trần Vũ Duy Mẫn và ông Nguyễn Thanh Phúc có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri phường Hòa Hiệp Nam quan tâm đến các vấn đề. Hiện nay trên địa bàn phường còn một số đường chưa được đặt tên, chưa có biển số nhà, chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư. Vấn đề cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão, bò thả rông trong khu dân cư chưa được quan tâm. Đặc biệt là người dân quan tâm đến khu sinh thái Nam Ô sau khi khởi công chưa có động thái gì, đất để hoang gây ô nhiễm môi trường. Vừa rồi thì chỗ tập đoàn Trung Thủy có tổ chức một cái lễ khử động và tạo chuyển đổi ngành nghề cho hộ ngư dân. Thì trong đó là có thành phố, rồi quận, phường, kể cả là khu dân cư đến dự, rất là phấn khởi. Sau khi các ban thành, kể cả thành phố cũng dự bắt các ban thành đến nay, thì bỏ không, chưa làm. Và hiện nay thì khu dự án này rất là ngây ngon và cỏ mọc đầy. Cho nên là rất mong rằng thành phố cố gắng quan tâm tác động. Nếu có vướng những vấn đề gì, thành phố nên quan tâm tạo điều kiện cho công ty tập đoàn Trung Thủy tiếp tục là khởi công để nhân dân chúng tôi là vui mừng và hưởng lợi. Hiện nay trên địa bàn khu dân cư Xuân Thủy 1, khu đô thị Lakeside, khu đô thị Homeland là thuộc khu vực chi bộ 1 Xuân Thủy quản lý, là tình trạng bò thả rông là gây ô nhiễm môi trường rất là nhiều, mà thậm chí là gây mất an toàn giao thông nữa, người đi đường tông bò té là gây nguy hiểm. Đó là tôi cũng có một số ý kiến kiến nghị đến các cấp lãnh đạo thành phố quan tâm xử lý rốt ráo vấn đề này. Tất cả các ý kiến phản ánh của cử tri đã được các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu yêu cầu chính quyền địa phương giải trình. Những kiến nghị còn lại được các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận và tổng hợp gửi các đơn vị có liên quan xem xét trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.